Volume Zoom sử dụng hình ảnh Lionel Messi trong MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra của Jack dường như đang trở thành chủ đề không thể hạ nhiệt. Cứ vài tiếng trôi qua, cư dân mạng lại có thêm vài drama để bồi đắp cho câu chuyện cực kỳ rắc rối này. Chiều qua, bà Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện truyền thông phía doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường chia sẻ: "Ekip chúng tôi dự kiến trong ngày mai sẽ tổ chức họp báo, công khai tất cả mọi thứ về bên Jack không có thiện chí." Phía doanh nhân Quốc Cường cũng muốn làm sáng tỏ câu chuyện ồn ào liên quan đến Jack sử dụng hình ảnh Messi trong MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra. Anh sẵn sàng tung những tin nhắn làm việc với ca sĩ và công khai mức chi phí để gặp cầu thủ nổi tiếng này. Theo bà Hà, phía Jack từng xin phép hẹn gặp để giải quyết vấn đề và đưa ra những nội dung cần phải đưa ra truyền thông. Đến tối ngày 5 tháng 9, nam ca sĩ trả lời phỏng vấn báo chí và liên hệ xin phép doanh nhân này chia sẻ bài viết trên trang cá nhân với tiêu đề: "Tôi đã chi một khoản rất lớn cho những người kết nối gặp Messi." Phía Quốc Cường không hài lòng với chữ lớn mà Jack sử dụng trong bài phỏng vấn và yêu cầu sửa. Thế nhưng giọng ca Bến Tre vẫn tự ý chia sẻ bài viết lên trang cá nhân. Hành động đó khiến phía Quốc Cường cho rằng Jack thiếu thiện chí để cùng giải quyết khúc mắc. Chi phí lớn mà Jack nhắc tới không nêu rõ sẽ dễ khiến nhiều người hiểu lầm. Chi phí cụ thể là bao nhiêu, theo đại diện phía doanh nhân Quốc Cường cho biết sẽ đưa ra con số chính xác tại buổi họp báo. Phía Quốc Cường khẳng định chưa bao giờ nói Jack đi ké để sang Pháp gặp Messi. Các khoản phí cho chuyến đi được hai bên thống nhất từ trước. Về phía thông tin Jack đã xin phép Messi sử dụng hình ảnh trong MV, phía Quốc Cường nói không biết việc ca sĩ có mối quan hệ khác với Messi để xin phép hay không. Phía doanh nhân khẳng định Jack có hỏi ý kiến Quốc Cường về việc sử dụng không để làm thương mại hay chính trị. Tuy nhiên, anh chỉ tư vấn rằng Jack nên tự cân nhắc vì mình cũng không hiểu rõ về các vấn đề bản quyền hình ảnh, chỉ có thể giúp kết nối để gặp gỡ. Trong lúc mọi chuyện vẫn như mê hồn trận, các bên liên tục đòi trách và thì lại xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Đến khổ cho Jack, tìm mãi chẳng thấy ai đứng lên nói tốt cho chàng trai này một lần mà toàn thấy bóc phốt. Cụ thể là anh Phạm Thanh Trí, một người rất có tiếng nói trong làng in áo đã tiếp xúc với rất nhiều chiếc áo có giá trị cao và hiếm, khẳng định Jack không hề được Messi tặng cái áo nào. Thực tế đây là áo của người khác. Cụ thể status từ anh Phạm Thanh Trí như sau: "Mấy ngày qua anh em cứ dần dần vụ ca sĩ nào đó ra MV mới. Ôi dào, mình cũng chả quan tâm. Thế nhưng sau loạt ảnh và clip công khai gặp gỡ ôm ấp cầu thủ làm MV, ông lại chí chá trong buổi họp báo rằng được chính tay cầu thủ tặng chiếc áo đấu có chữ ký trong buổi ăn tối hôm ấy. Ông flex mà làm tôi giật hết mẹ nó hồn đấy ông ạ. Bản thân mình là người mê đá banh, có món nghề in áo, gọi hẳn là thợ in áo kiếm thêm phê pháo cũng được. Qua các mối quan hệ ban đầu, khách hàng là những người anh, những người bạn, rồi trở nên thân thiết. Việc in ấn tiếp xúc với những chiếc áo đấu có giá trị cao, thuộc dạng hàng hiếm trên thị trường là chuyện như cơm bữa. Với mình, một chiếc áo đấu của người bạn, người anh em mang lại, chia sẻ đều là những câu chuyện hay, chuyện thú vị. Nhưng lần này là tới công chuyện. Hẳn là mấy ngày qua có chiếc áo đấu mà đích thân Messi ký tặng cho ca sĩ nào đó. Đó lại là một câu chuyện đáng bàn về cách hành xử, ứng xử, nhân cách của một thần tượng của các em trẻ. Mình được anh Dũng, một nhà sưu tầm áo đấu có danh tiếng tại Việt Nam, giới thiệu một người khách mới đến tiệm để in áo đấu. Đó là lần đầu tiên mình gặp anh Minh, fan nhiệt thành của Messi, Argentina và cả câu lạc bộ Barcelona nữa. Một sáng chủ nhật, anh Minh gọi điện cho mình, anh ấy cần in hai áo đội tuyển Argentina sau khi vô địch Copa America 2021. Áo chính hãng, patch kỷ niệm vô địch cũng chính hãng. Mọi thứ anh đã chuẩn bị đủ, hẹn gặp 10 giờ sáng. Anh từ quận 12 chạy qua tiệm của Minh để in. Đó là đoạn đường khá xa vì lúc ấy mình còn ở quận 7. Anh em mình gặp nhau, anh đưa mình xem hai chiếc áo trơn và một mớ các biểu tượng để in kèm ảnh mẫu. Em in giống như vậy giúp anh là được. Anh nhỏ nhẹ: "Ok, anh chờ em 15 phút nhé, sẽ xong nhanh thôi." Mình nhắn anh và chạy vội lên làm cho xong việc, trong lúc anh nhâm nhi ly cà phê bên dưới. Khi thành quả đã xong, biết là anh rất quý hai chiếc áo ấy, nên mình không bóc vội màn pet của chi tiết in mà để phần ấy cho anh làm. Mình biết cảm giác ấy sẽ rất sướng. Nói chuyện với anh, với những người đam mê sưu tầm áo đấu, mình có thêm nhiều thông tin hay liên quan đến nghề in ấn, cũng là những câu chuyện hay để mình chém gió cùng những người bạn có chung niềm đam mê. Với mình, đó là những giá trị thật mà áo đấu mang lại. Câu chuyện chiếc áo mình đang nói chắc nó sẽ dừng lại ở đấy, sẽ xin được chữ ký, lưu giữ, trưng bày bởi những nhà sưu tập. Nhưng khi anh Minh tặng chiếc áo này cho một người bạn thân thiết của anh ấy, từ đây chiếc áo đã đổi chủ, drama đã xuất hiện từ đây. Bạn anh Minh là một nhà sưu tầm áo đấu mà mình dám chắc khẳng định rằng là thuộc tầm cỡ thế giới. Trong bộ sưu tập của anh ấy, không thiếu những chiếc của các cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới đương đại hiện nay.
Dịp gặp gỡ và xin chữ ký Messi lên áo đấu lần này, anh đã chuẩn bị sẵn những chiếc áo liên quan và ý nghĩa nhất. Tất nhiên là có luôn chiếc áo mình đang kể ở trên, vì nó rất là đặc biệt. Sự thêu dệt và đánh lừa truyền thông trong họp báo đã hồ biến chiếc áo của bạn anh Minh thành chiếc áo của chính tay Messi ký xong tặng luôn cho ca sĩ ấy mang về. Trong khi hai đời chủ của nó phải trải qua biết bao nhiêu thời gian và cơ duyên mới có được. Tôi dám chắc một điều, khi nghe chính miệng ca sĩ kia phọt ra, anh ấy đang cày lắm. Nhắn gửi đến bạn sinh năm 97, dù thiên hạ có nói em năm củ khoai thì anh cũng đâu quan tâm đâu em ạ. Nhưng việc đang dần đi quá xa, khi em đang dùng nhân cách này của em để chơi với những bậc đàn anh đã giúp em có một cơ hội, như em nói là nằm mơ cũng không nghĩ là thật. Thì việc chính bản thân em đứng lên đính chính lại ngay trước khi việc chưa muộn em ạ. Dáng tử tế mà làm thằng đàn ông em nhá. Từ nơi tôi sinh ra không khéo lại là lời cảnh báo của lương tâm. Nếu đúng như những gì anh Phạm Thanh Chí nói thì câu chuyện lại tiếp tục bẻ sang một hướng rất ối rồi ôi chứ rách. Không chỉ vướng nghi án vi phạm bản quyền Messi, mà bây giờ anh còn vướng thêm nghi án nhận vơ áo người khác nói là của mình để đem đi làm từ thiện. Chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh cho rằng MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra giống như một canh bản tất tay của Jack nhằm tìm lại hào quang đã mất sau loạt lùm xùm. Tuy nhiên, nam ca sĩ và ekip đã có nhiều quyết định sai lầm, khiến đối mặt với những tranh cãi. Bê bối lần này của Jack có thể nói là không kém cạnh với scandal tình ái vài năm trước. Đây cũng là lúc nam ca sĩ sáng suốt hơn trong cách giải quyết của mình. Khán giả hiện nay ngày càng nghiêm khắc hơn với nghệ sĩ. Im lặng, lập lờ hay vòng vo chỉ là cách tạm thời để câu giờ. Có lẽ đã đến lúc Jack và ekip của mình cần nhìn nhận trực tiếp vào vấn đề để đưa ra sự thật. Đó là cách giải quyết thể hiện sự tôn trọng với những bên liên quan và chính người hâm mộ nam ca sĩ.